Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 5, lãnh đạo công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang cho biết khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, nữ công nhân của công ty bị xe tông tử vong trên cầu Trần Phú, Nha Trang. Theo công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang, sau khi gây tai nạn, chiếc xe đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng y tế cũng có mặt ngay sau đó để cấp cứu, nhưng xác định nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Lộ trình nữ công nhân này quét đường từ đường Tôn Thất Tùng về đến ngã tư đèn giao thông gần khách sạn Mường Thanh, Khánh Hòa. Nạn nhân là NTT, 55 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và truy tìm người gây tai nạn. Lãnh đạo công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang đã thông tin thêm, hiện nay thi thể nữ công nhân đang được đưa vào nhà xác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cơ quan công an khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương vừa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên về hành vi cướp tài sản đúng thời điểm nhóm này đang ăn mừng chiến tích chặn đường và đuổi đánh một thiếu niên rồi cướp mô tô, điện thoại di động của em này. Trước đó, rạng sáng ngày 27 tháng 5, Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo của em T, 14 tuổi, về việc bị nhóm thanh thiếu niên chặn đường dùng cây đuổi đánh rồi cướp mô tô, điện thoại di động iPhone tại nghĩa trang Triều Châu, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp. Ngay sau đó, Công an phường Tân Đông Hiệp cùng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Di An xác minh, xác định được nhóm nghi phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 5, tổ công tác đã xác định được nơi các nghi phạm lẩn trốn và bất ngờ áp sát, bắt giữ khi nhóm này đang tổ chức ăn mừng chiến tích trong container ở khu phố Tân An. Các nghi phạm sau đó đã được đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, 5 nghi phạm khai nhận tên và độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, do Nguyễn Bỉnh Ngọc Anh, 17 tuổi cầm đầu. Theo lời khai của Ngọc Anh, T thường xuyên nhắn tin cho bạn gái của mình nên bực tức rủ thêm các bạn đánh dàn mặt và cướp tài sản của tình địch. Sau khi cướp tài sản của T, cả nhóm mang bán lấy tiền tiêu xài và thuê phòng trọ ở chung. Toàn bộ tài sản đã được thu hồi, vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Di An tiếp tục xác minh làm rõ. Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2023 tăng 0,01% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do giá lương thực, thực phẩm tăng, giá điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài. Theo báo cáo tổng quan thị trường giá cả tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số CPI tháng 5 tăng 0,01% so với tháng trước, nếu so với cùng kỳ năm trước tăng 2,43%. Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,55%, trong khi lạm phát cơ bản loại trừ giá lương thực, năng lượng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng khá cao so với cùng kỳ các năm. Trong mức tăng 0,01% của CPI tháng 5 năm 2023 so với tháng trước, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất, nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống, giá bán điều hòa, quạt điện tăng theo thời tiết, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. Lạm phát cơ bản tháng 5 năm 2023 tăng 0,27% so với tháng trước, tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung tăng 3,55%. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 đến 1 tháng 8 năm 2023, việc triển khai thực hiện thí điểm này sẽ bắt đầu áp dụng đồng loạt tại 22 sân bay đối với chuyến bay nội địa. Việc thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử ở mức 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay thay thế căn cước công dân chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không, điểm làm thủ tục bay thí điểm có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình vào việc thí điểm, cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật. Đối với một số trường hợp đặc biệt như hành khách có dấu hiệu bất thường, hành khách đi cùng chuyến bay chuyên khoang sẽ kết hợp vận dụng phương pháp kiểm tra tính thật giả của tài khoản định danh điện tử này. Theo hướng dẫn của Bộ Công an, nhân viên hàng không dùng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 cài trên điện thoại của mình, quét mã QR trên tài khoản định danh điện tử của hành khách. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 và có thể kéo dài sang đầu năm 2024, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ trong các tháng mùa khô. Thời điểm này, nông dân nhiều địa phương đang bước vào vụ lúa hè thu năm 2023. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất, ngay từ đầu vụ, nông dân phải tranh thủ nguồn nước được phân bổ
để tiến hành gieo xạ. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Là địa phương có diện tích lúa lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vụ hè thu năm 2023, huyện Long Điền sản xuất hơn 1.000 ha. Từ một tuần trước, nông dân bắt đầu xuống giống, đảm bảo tuân thủ theo đúng lịch thời vụ của ngành nông nghiệp đề ra. Đối với những ruộng gieo xạ muộn hơn, không trùng với lịch bơm nước của trạm thủy nông, một số nông dân đã chủ động dùng máy bơm để hút nước từ kênh mương về ruộng. Bên thủy lợi nó rót về, cái chia ra không đủ nước cho dân làm. Rồi bây giờ mình không đủ nước thì bây giờ mình đang phải làm những giải pháp gì ạ? Bơm vô đặng có, đặng gieo sới, đặng gieo trồng. Ở khu vực này cũng như ở xã nhất nó cũng còn thiếu. À, hôm giờ ăn nước hồ thiếu và con phải bơm thêm. Thì bây giờ cái việc mà mình phải bơm thêm nó có tăng chi phí cho mình không ạ? Nó tăng chứ, làm đất nó cũng tăng lên, bị hơi hụt nước đó. Theo kế hoạch, hơn 3.500 ha lúa hè thu tại huyện Đất Đỏ được nông dân gieo xạ từ nay cho đến ngày 10 tháng 6. Do nắng nóng kéo dài, mưa đến trễ nên hầu hết nông dân phải chờ nguồn nước phân bổ của trạm thủy nông mới có thể tiến hành gieo xạ. Hai ngày trở lại đây, khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, nông dân đã tranh thủ xuống giống. Bây giờ thì nói chung là gieo rồi thì khỏe rồi. Hôm trước mà nắng nóng kéo dài á thì nông dân cũng lo lắm, lo sợ gieo trễ là một, hai nữa vấn đề là gieo nhiều khi bị mất nước, thiếu nước á, hụt nước á. Nên bây giờ mà mới có mưa hay cái cơn mưa này á thì nông dân cũng đồng loạt gieo. Tình hình thời tiết ngày càng cực đoan và khắc nghiệt, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất. Để chủ động ứng phó với những ảnh hưởng của El Nino, việc canh tác đúng lịch thời vụ, áp dụng giống lúa ngắn ngày hay chuyển đổi cây trồng trên đất lúa là những giải pháp cần thiết để người nông dân cũng như ngành nông nghiệp giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 5, Tòa Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Ngân, 44 tuổi, ngụ huyện Bá Thước 13 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 20 tháng tù. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bá Thước nêu khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 2, tại km 95+100 quốc lộ 217, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Bá Thước gồm 6 cảnh sát do Đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông. Trong lúc Đại úy Bùi Tuấn Quý lập biên bản thì bà Ngân, mẹ chồng chị L, đến xin Tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính. Do không được chấp nhận nên bà Ngân đã giật và vò nát tấm biên bản vi phạm, liên tiếp chửi bới Tổ công tác. Bị Tổ công tác khống chế, Ngân đã tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm và đòi hôn các cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Không dừng ở đó, Ngân còn tự vạch áo để vu khống đại úy đã sàm sỡ mình. Sau đó thì khi đại úy Bùi Duy Hòa đến hỗ trợ xử lý, thì Ngân dùng tay đánh vào bàn tay trái của đại úy Hòa, làm chiếc điện thoại di động rơi xuống đất, hư hỏng nặng và cắn vào tay của đại úy Hòa trong quá trình bị khống chế. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của những người đang thi hành công vụ. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên án như trên.